Guys, it's me again. I'm Thanh from Ama English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Ama English, một kênh YouTube hàng đầu về học tiếng Anh giao tiếp dành cho người đi làm. Và hôm nay thì Thanh muốn chia sẻ cho mọi người, Thanh quay trở lại chuỗi series về các cái bài học về đánh vần tiếng Anh, phục vụ cho cái phần phát âm của mọi người. Ok, alright. Mặc dù mọi người không biết cái từ đấy có nghĩa là gì, tuy nhiên mọi người vẫn biết đọc cái từ đấy. Đấy là một quy tắc rất là đáng yêu đúng không? Ok, quy tắc ngày hôm nay đó là quy tắc số 15, từ có chứa U cộng 2 phụ âm. Ok, trước khi mà chúng ta bắt đầu bài học hôm nay thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ vô cùng nhiều các cái bài học hay và hữu ích từ Thanh nhé. Ok, rồi, next one. Một cái bài học ngày hôm nay là quy tắc số 15, từ có chứa U cộng 2 phụ âm. Khá là đơn giản và gần giống như quy tắc số 14. Tuy nhiên, Thanh sẽ phân biệt cho mọi người sự khác biệt giữa quy tắc số 14 và quy tắc số 15 nhé. Nếu mà ai chưa xem quy tắc số 14, hãy quay lại kênh YouTube của Ama English để xem lại quy tắc số 14 nhé. Alright. Ok, vẫn câu hỏi thường ngày Thanh muốn hỏi mọi người đó là how to pronounce these words? Mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào nhỉ? Rồi, đầu tiên là cái từ công cộng đúng không? Rất là nhiều người. Ok, rất nhiều người. Và cái từ công cộng này mình sẽ phát âm là gì nhỉ? Có phải mọi người hay phát âm là public không? Yes, đúng rồi đó. Nhưng mà tại sao lại phát âm là public mà không phải là public mà không phải là public? Why? Không biết đúng không? Ok, hôm nay Thanh sẽ bật mí cho mọi người nhé. Next one. Từ hành lý, từ vali mình sẽ có từ luggage. 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 Ok. And the last one, cái từ môn học mình có từ subject. 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 Thanh biết là những cái từ này mọi người thường phát âm cũng khá là đúng rồi. Và Thanh nghe học viên của mọi Thanh cũng phát âm cũng nói chung là cũng xem đúng. Nhưng mọi người không hiểu vì sao nó phát âm như vậy, đúng không? Rồi, vậy thì để hiểu tại sao mà cái chữ U ở đây nó sẽ được phát âm là âm A, chứ không phải là chữ U được phát âm là âm U, hoặc là âm Ơ, hoặc là các âm khác, vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngay cái quy tắc ngày hôm nay nhé. Let's go. Ok, quy tắc số 15, từ có chứa U cộng 2 phụ âm. Ok, bây giờ trước khi mà vào quy tắc số 15, Thanh quay trở lại quy tắc số 14 trước nhá. Quy tắc số 14 là từ có một âm tiết chứa U cộng một phụ âm hoặc hai phụ âm. Được chưa? Từ có một âm tiết chứa U cộng một phụ âm hoặc hai phụ âm thì chữ U đó được đặt thành âm A. Alright. Thế nhưng quy tắc số 15 thì sao? Từ có chứa U cộng hai phụ âm, không nhắc đến mấy âm tiết nhá. Từ có chứa U cộng hai phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm U đó. À, hôm nay mình xuất hiện thêm một cái phần mới, đó là phần trọng âm. Trọng âm sẽ rơi vào chữ U đó. Và chữ U đó được đọc thành A. A. Ok, rất dễ đúng không ạ? Rất tương tự quy tắc số 14 thôi. Nhưng mà nó chỉ bổ sung thêm thôi ạ. Ok, rồi, đi vào ngay phần luyện tập. Let's check it out. Cách. Ok, mình sẽ đi vào cách đọc âm A trước. Cái âm A này hôm trước quy tắc số 14 Thanh đã nhắc rồi. Đây là một nguyên âm ngắn. Tất cả các nguyên âm đều là âm hữu thanh mọi người nhá. Hữu thanh là khi mà mình chạm dây vào cái cổ của mình ý, thì đọc nó sẽ rung. Ok. Thứ hai, khi phát âm ta lưỡi ta để thả lỏng tự nhiên, tức là mình sẽ không chạm trên, không chạm dưới, để tự nhiên thôi. Và âm này khá giống cái chữ á ở trong tiếng Việt. Ok. Rồi, bây giờ mọi người sẽ đáp phát âm cùng với Thanh nhá. A. 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 Ok. A. 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 Easy right. Rất là dễ đúng không ạ? Ok, rồi, nó rất là đơn giản thôi, chúng ta đi vào. Quan trọng là chúng ta sẽ phải thay đổi cách phát âm và chúng ta nhận biết được khi nào cái chữ đó sẽ được phát âm là âm A. Right? Ok, next one. Luyện đọc phần đầu tiên. À, trong từ có hai âm tiết, vậy thì trong từ đầu tiên Thanh có từ hai âm tiết rồi đúng không ạ? Rồi, vậy thì và có dấu hiệu là U cộng với hai phụ âm. Right? U cộng với hai phụ âm. Vậy thì chữ U này sẽ được nhấn trọng âm vào chữ U này luôn. Alright? Sẽ được nhấn trọng âm vào cái chữ U này luôn. Đó. Và chữ U này sẽ đọc thành âm A, right. Vậy và trọng âm của từ này, từ trọng âm của từ này là trọng âm thứ nhất. Và cái từ này mình sẽ đọc là cluster. 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 Right. Cluster. 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 Next one. Tương tự từ công cộng đúng không? Trọng âm rơi vào chính là đây luôn. Và mình đọc là public. 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 Alright, next one. Tương tự, publish, 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 publish,
publish. Ok, cái này là ending sound. SH luôn luôn được phiên âm thành chữ sờ nhá. Chữ sờ dài được không ạ? SH luôn luôn được phiên âm thành chữ sờ dài. Ok, next one. Mình có từ. À, đây có trọng từ có hai âm tiết là có U và sau U cộng với hai phụ âm. Vậy thì trọng âm sẽ rơi vào cái U đó. Tức là từ này trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Và cái U này được là bằng A, đúng không? Và cái từ này mình đọc là conduct, 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 conduct. Ok, conduct, conduct. Next one. Rồi, cái từ người lớn đúng không? Mình có từ adult, 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 adult. Ok, next one. Partial, 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 parcel, 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 parcel. Ok. Consult, consult, consult. Nhớ chữ L thanh này. Chữ L phải cong lưỡi lên. Ok. Consult. Ok. Consult. Ok. Consult. Consult. Next one. Không nhấn giọng đi xuống nhá. Result. 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 Ok. Rồi, sang ngay cái phần tiếp theo luôn. Luyện đọc phần thứ hai. Tương tự, easy, right, rất dễ đúng không? Nếu mà ai học quy tắc số 14 và đã theo video clip của Thanh từ quy tắc số 1 thì những cái từ này rất là đơn giản, đọc rất là dễ và chúng ta kiểm soát được cái âm của mình đọc luôn. Là quan trọng là chúng ta sẽ phải luyện tập thường xuyên, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại theo Thanh rất là nhiều lần và trả bài tập cho Thanh nếu mà chúng ta mong muốn là mình có thể phát âm được tiếng Anh, mình có thể nói, mình có thể giao tiếp được tiếng Anh một cái hiệu quả nhất, được chưa? Rồi, culture, right? Culture, culture, culture. Ở giữa có chữ L nhá. Culture, culture, ok. Current, 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 current. Next one. Deduct, 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 deduct. Next one. Disgust, 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 disgust. Next one. Distrust, distrust, distrust. Trong cái từ này có U, đằng sau U cộng hai phụ âm và trong từ có hai âm tiết, vậy thì U trọng âm rơi U luôn và trọng âm rơi âm tiết thứ hai. Trust, 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 distrust, distrust. Next one. Divulge, 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 divulge. Next one. Engulf, engulf, engulf. Mọi người nhìn cái khẩu hình miệng của Thanh nhá. Thanh đọc rất rõ cái chữ L này. Engulf, 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 engulf. Ok, next one. Subject, 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 subject. Ok, alright. Rồi, đó là cái phần luyện tập của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Sau khi mà biết được dấu hiệu rồi, quan trọng là mình phải luyện tập. Luyện tập thì mới thành thói quen được. Vậy là luyện tập thì nó mới thành phản xạ của mình bật ra được. Còn nếu không mình học lý thuyết xong mình để đấy thì không bao giờ các bạn có thể nói được đúng và chuẩn âm. Ok. Và cái dĩ nhiên là khi mà mình không chuẩn âm thì trong quá trình giao tiếp nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều mục đích. Kết quả cuối cùng là mình nói phải để người ta hiểu đúng không ạ? Mà mình không chuẩn âm thì chắc chắn là người ta không hiểu rồi. Alright. Rồi. Thanh có phần bài tập nho nhỏ dành cho mọi người như thường lệ. Đó là ba từ, ba hàng ở dưới này. Cố gắng là quay video clip và trả bài cho Thanh để Thanh chữa cho mọi người nhé. Ok. Rồi, đấy là bài tập ngày hôm nay. Thì Thanh hy vọng video clip này sẽ hữu ích được cho tất cả mọi người. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để Thanh có thêm nhiều động lực để làm được những chuỗi video clip học hay hơn, hữu ích hơn và hấp dẫn hơn dành cho mọi người nhé. Ok. See you.